Tây Bắc luôn là một nơi rừng thiêng nước độc. Ngoài vẻ đẹp hùng vĩ nên thơ, thì nơi đây cũng có rất nhiều giai thoại kỳ lạ mà bạn chưa bao giờ biết. Hôm nay cùng theo chân mình tới một nơi xa xôi vùng cận biên giới để tìm hiểu về tập tục thờ thần rừng của đồng bào dân tộc Hà Nhì Hoa nơi đây. Tương truyền rằng từ rất nhiều năm về trước, trong những cánh rừng nguyên sinh vùng đất này, xuất hiện hai vị thần, một trai, một gái. Họ chở che ban phước, giúp người bản địa thoát khỏi cảnh thiên tai hạn hán, mùa màng thất thu. Sau này họ mất đi và hóa thân vào trong hai phiến đá trắng, nằm cạnh nhau dưới một gốc cây lớn. Để tưởng nhớ đến họ, cứ hàng năm, vào độ giữa tháng 2 đến hết đầu tháng 3, người dân đồng bào nơi đây sẽ không làm bất cứ thứ gì như chặt cây cối, làm ruộng nương, mà chỉ ở trong nhà. Đây là một sự tưởng nhớ sâu sắc đến họ. Nếu trong thời gian này mà ai tự ý đi phá cây, chặt rừng, sẽ mạo phạm tới các vị thần, không những gặp những hiện tượng kỳ lạ, mà còn phải chịu thêm sự trừng phạt rất nặng từ chính người dân trong bản. Bởi vì họ cho rằng bản thân người đó đã làm mất đi sự che chở, mất đi sự chúc phúc cho mùa màng bội thu năm đó. Người bản địa cũng luôn mách con cháu họ phải duy trì tục lệ thiêng liêng này. Đã từng có một câu chuyện đáng sợ. Hồi đó có một anh chàng vô tình đốn củi trong những ngày cấm cản để đem về bán. Nhưng mà cho đến đêm, anh gặp nhiều điều kỳ bí. Anh nằm trên giường mà cứ như có một cái bóng đèn đang nhìn chằm chằm ngoài cửa không thôi. Sáng dậy người anh không còn chút sức lực. Dưới bụng anh phát hiện ra một vết cào rất dài và đau, mà không hiểu vì sao lại có vết thương này. Sự việc đó cứ liên tục diễn ra mấy ngày liền. Anh hoảng quá mà đi tìm thầy Mo mong giải thoát. Thầy Mo mới dẫn anh lên vị trí của hai hòn đá thiêng, khấn xin 3 ngày 3 đêm mới hết được tội lỗi. Năm đó mùa màng cũng đói kém đi nhiều. Ăn cá mà bỏ đi phần này thì thực sự bạn đã bỏ đi một thần dược hiếm có. Bạn có biết đó là phần gì không? Và câu trả lời của chúng ta đó chính là vẩy cá. Chúng ta thường có thói quen vứt bỏ đi vẩy cá khi sơ chế vì cho rằng chúng bẩn, tanh và khó chế biến. Tuy nhiên thực tế nếu chúng ta biết tận dụng nó làm món ăn thì chắc chắn nó sẽ là một vị thuốc cực kỳ bổ. Thường thì ở một số nơi vẩy cá sẽ được làm sạch rồi tẩm bột chiên giòn ăn vừa bùi vừa ngậy. Theo y học cổ truyền, ăn vẩy cá rất tốt cho sự phát triển của trí não, chống đau đầu, tắc nghẽn mạch máu, chắc răng khỏe xương và cực kỳ sáng mắt. Nếu có thời gian hãy ăn thử vẩy cá một lần nhé các bạn. Tuy đây là một loại lá mà vườn nhà ai cũng có thể đem đi nấu canh còn bổ hơn 100.000 viên thuốc, thế nhưng không phải ai cũng biết được công dụng của lá này. Và câu trả lời của chúng ta đó chính là lá ớt. Lá ớt đã trở thành món ăn quen thuộc ở nhiều nơi trên mọi miền Tổ quốc. Người ta thường hái lá ớt già để đem đi nấu canh cùng tôm hoặc tép giã nhỏ. Món ăn này mà kết hợp cùng đĩa thịt rang thì trao ôi nó cuốn. Theo y học cổ truyền thì lá ớt là một thần dược có thể cấp cứu cho những người bị đột quỵ hoặc huyết áp cao những lúc cực kỳ nguy cấp. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần xay nhỏ lá ớt với một ít muối, lọc lấy phần nước cho bệnh nhân uống, phần bã thì đắp vào răng thì hiệu quả thần kỳ sẽ đến ngay sau đó.